Hello, xin chào mọi người. Hôm bữa giờ là em chưa giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm gọi là dầu gội đầu nào mà nó hấp dẫn đúng không? Rất là nhiều dòng sản phẩm của Thái mà em đã giới thiệu qua nè, của Mỹ nè, đã giới thiệu qua nè, và của nước nào nữa ta? Của Đức nè, em cũng đã giới thiệu qua. Thì ngày hôm nay lại đến với cái bộ Wii Laser cao cấp của nội địa Trung. Và tại sao là cái khi mà nhắc đến là cái nội địa Trung thì mọi người rất là sợ, nhưng mà riêng về cái dòng sản phẩm Wii Laser này, cái hãng này á, đình đám mà rất là nổi tiếng, được các nghệ sĩ, những diễn viên, những người mẫu của Việt Nam mình giới thiệu rất là rầm rộ, bởi vì sao? Bởi vì cái thành phần chất lượng của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây là cái trọn bộ của nhà Wii Laser. Em đang có hai màu, đó là cái màu của hà thủ ô thì cái màu của nó hơi sậm hơn, còn cái này là của gừng nha mọi người. Cái mùi gừng của nó rất là thơm, và thơm ở đây á là như thế nào? Thơm ở đây là khi chúng ta sử dụng lên da đầu, cảm giác cái sự là cái kiểu như nó thoáng mát da đầu nè. Thứ hai là cảm giác cái sự stress của mình trên da đầu, sự nhờn rít của mình hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, và làm cho tóc của chúng ta suôn mượt nè, làm cho cái kiểu như trong cái thời gian mà mình gội đầu mình cảm thấy rất là kích thích nha mọi người, rất là mê luôn. Còn cái em hà thủ ô là dành cho những chị em nào tóc hay bị rụng bạc sớm, hoặc là những chị em nào đang có những cái dấu hiệu là da đầu của chúng ta bị khô, hoặc là da đầu của chúng ta kiểu như là nó có nhiều gầu, thì cũng nên sử dụng cái bộ sản phẩm Wii Laser này. Hiện tại bên em đang phân phối về cái dòng sản phẩm Wii Laser này nguyên một cặp như này. Đây là cặp hà thủ ô gồm có một chai gội và một chai xả. Chai gội của nó thì dung tích là 400ml, và chai xả của nó, cái dung tích của nó là 250ml. Thực sự cái bộ này em cũng đang sử dụng này, em đã test thử là hai bộ của nhà Wii Laser, đó là cái mùi gừng và mùi hà thủ ô, tùy theo sự lựa chọn của mỗi người. Đối với cái da đầu của em là da đầu nhờn nên em ưu tiên cho cái loại gừng này hơn, bởi vì khi mà em sử dụng cái loại gừng này á thì cái kiểu như da đầu mình nó kiểu như hay bị nhờn nè, rồi kiểu như là mình hay bị có gầu trên da đầu á mọi người, nên mình sử dụng cái loại gừng này nó sẽ thông thoáng lỗ chân lông của mình ở trên tóc nè, làm cho tóc của chúng ta không có bị bết. Còn đối với những chị em nào mà tóc hay rụng, khô sơ, chỉ gãy ngọn, hoặc là muốn phục hồi tóc thì cũng nên sử dụng cái dòng sản phẩm hà thủ ô này để tóc mình đen hơn, mượt hơn, suông hơn, mềm mại hơn. Và đây là cái trọn bộ của nhà Wii Laser. Em hiện tại đang phân phối về cái dòng sản phẩm Wii Laser này là cái phiên bản mới của nó, thì em cũng đã cập bến rồi. Phiên bản mới của dầu gội Wii Laser đã cập bến nè, sữa tắm Wii Laser đã cập bến, và hiện tại em lại có thêm cái bộ sản phẩm là dầu gội gừng và hà thủ ô của Wii Laser. Mọi người ơi, đừng bỏ lỡ cơ hội làm đẹp mái tóc của mình. Mái tóc là gốc con người, chúng ta cần phải bảo vệ, cần phải chăm sóc, cần phải yêu thương để mái tóc của chúng ta đẹp. Đẹp thì cái kiểu như là phụ nữ chúng ta rất là quan trọng về cái mái tóc, nên chúng ta hãy chăm chút nó, hãy tự yêu bản thân mình và luôn luôn làm cho mái tóc của mình bồng bềnh, quyến rũ cũng như là suôn mượt nhất nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem cái video ngày hôm nay, và em nghĩ đây là một cái video rất là hữu ích cho những chị em phụ nữ muốn có một mái tóc đẹp, muốn xinh xắn hơn thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0356605677 hoặc là 0355838057. Bên em sẽ có các chuyên viên chăm sóc da liễu nè, chăm sóc về mái tóc, chăm sóc về sắc đẹp, chăm sóc về tất cả những cái gì mà phụ nữ chúng ta đang cần thiết, về những cái kiểu như là tăng vòng một nè, rồi điều nội tiết tố nè, dung dịch vệ sinh, rồi những cái nước hoa vùng kín, bên em có đầy đủ nha. Mọi người có thể là inbox cho em, đừng ngần ngại, liên hệ cho em Zalo, nhắn tin trực tiếp muốn mua sản phẩm gì là bên em sẽ có người chốt đơn và tư vấn rất là cặn kẽ cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video ngày hôm nay, và em rất là vui và rất là cảm ơn mọi người rồi để luôn luôn ủng hộ, luôn luôn là tin tưởng vì Hoàng Bát Cấn để mà là sự lựa chọn của mọi người. Hãy trao cho em cái sự là yêu mến, cái sự là kiểu như là tin tưởng, em sẽ trao lại cho mọi người về cái chất lượng.